Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Tối qua, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự lễ trao giải gốp giao lưu giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Phúc và Câu lạc bộ gốp doanh nhân BGC đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Giải gốp giao lưu lần này cũng chính là hiệu ứng tích cực bước đầu của hội nghị xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Vĩnh Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh của tỉnh Vĩnh Phúc vào cuối năm 2022 vừa qua. Đồng thời đây là dịp để các golfer có cơ hội giao lưu, đua tài trên sân golf cũng như chia sẻ, kết nối các hoạt động đầu tư, thương mại, đặc biệt là xúc tiến lĩnh vực du lịch thể thao golf của hai địa phương. Giải golf được tổ chức tại sân golf Đại Lải, thành phố Phúc Yên, một địa danh du lịch kết hợp với du lịch thể thao golf nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Phúc. Giải thu hút sự tham gia của các thành viên Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Phúc và 40 doanh nghiệp trong câu lạc bộ golf doanh nhân BGC của thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những doanh nhân khá thành đạt trong kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Giải golf được tổ chức với mục đích ngày một gắn kết các doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, khẳng định vị trí, thế mạnh của du lịch tỉnh nhà, tạo ra sân chơi bổ ích và nhiều trải nghiệm cho những người chơi golf và yêu golf, lan truyền tinh thần golf chân chính, rèn luyện sức khỏe, ý chí, tinh thần bền bỉ cho các doanh nhân. Song song với đó, theo định hướng phát triển du lịch chung của tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Phúc mong muốn góp phần thúc đẩy nền du lịch thể thao golf Vĩnh Phúc, tạo nhiều cơ hội cho các golfer vừa trải nghiệm du lịch golf và dịch vụ golf chất lượng, đẳng cấp, vừa tham gia kết nối, xúc tiến thương mại du lịch golf một cách nhanh chóng, hiệu quả. Trong khuôn khổ của chương trình diễn ra lễ ký kết hợp tác, tăng cường xúc tiến thương mại và tổ chức hoạt động du lịch golf tour giữa các thành viên của hai câu lạc bộ golf doanh nhân trẻ Vĩnh Phúc và câu lạc bộ golf doanh nhân BGC thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao cúp cho những golfer thi đấu xuất sắc. Giải golf đã mang lại nguồn năng lượng, tinh thần vui vẻ, sảng khoái, một sức khỏe tốt cho các doanh nhân của hai câu lạc bộ để họ tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân năm 2023. Đến dự có đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành đoàn thể tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao các hoạt động của các cấp công đoàn Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Để thực hiện tốt tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, đồng chí yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tăng cường đối thoại với chủ doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất cho công nhân lao động. Với chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức, tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 tập trung vào các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút, kết nối công nhân lao động đến với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thi đua đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Trong đó thì tập trung tâm chính là hỗ trợ chăm lo cho người lao động về việc làm, về thu nhập và cải thiện các điều kiện an toàn lao động. Và bên cạnh đó, chúng tôi tập trung phối hợp với các cấp ủy chính quyền để tổ chức các cuộc đối thoại nhằm giải quyết các cái bức xúc khó khăn của người lao động. Thứ hai là thông qua tháng công nhân, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động phong trào xuyên suốt và tập trung cho toàn tỉnh để nâng cao cái đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Cũng tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình đồng hành cùng công nhân lao động với chuỗi các hoạt động ý nghĩa dành cho 1.500 đoàn viên công nhân lao động như tổ chức gian hàng không đồng, dành tặng 500 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng hàng nghìn bộ áo dài cho nữ công nhân viên chức, người lao động, cùng các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, mua hàng, tặng quà miễn phí, tư vấn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tham gia các trò chơi tập thể. Tôi trong quá trình làm việc có xảy ra tai nạn lao động,
thì được sự quan tâm của công đoàn cơ sở công ty cổ phần giày Vĩnh Yên và Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và nói chung và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói riêng là có sự quan tâm to lớn đến người lao động và đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn và tai nạn lao động. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Sau hơn 2 ngày tổ chức với gần 200 tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ 28 tỉnh thành trong cả nước, Hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc Cách mạng toàn quốc năm 2023 đã khép lại với những cảm xúc tự hào và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Lễ bế mạc và công diễn các tiết mục xuất sắc trong hội diễn đã diễn ra vào tối qua tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc. Hội diễn đã cống hiến cho khán giả những chương trình tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, mang đến một diện mạo mới cho những tác phẩm nghệ thuật kinh điển của nền âm nhạc Việt Nam. Mỗi tiết mục đều in đậm bản sắc đặc trưng văn hóa địa phương, vùng miền. Nhiều chương trình được xây dựng kết cấu chặt chẽ về tính tư tưởng nhân văn, tính nghệ thuật và tính đại chúng, được hội đồng chuyên môn đánh giá cao như Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, An Giang, Nghệ An, Lào Cai và Sóc Trăng. Hội diễn đã đáp ứng về quy mô và chất lượng nghệ thuật, đồng thời thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Thông qua hội diễn lần này, chúng ta một lần nữa thấy được những tác phẩm nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng vẫn luôn có giá trị lâu dài, đồng hành cùng năm tháng, đồng hành cùng lịch sử dân tộc, vừa là động lực, vừa là cảm xúc nghệ thuật sâu sắc, tự hào khi những giai điệu còn mãi vang lên. Khi mà mình bước vào đây thì mình cũng chơi hết mình, cố gắng hết sức để có thể đem những cái gì mà tốt đẹp nhất ở nơi quê hương Trà Vinh ra ngoài Vĩnh Phúc này. Về khán giả thì khán giả rất là cuồng nhiệt, khán giả rất tạo một cái không khí rất là sôi nổi, tạo cho cái nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ, diễn viên trên sân khấu biểu diễn cho nó máu lửa hơn nữa. Chúng tôi cảm thấy rằng cũng rất tự hào vì mình cũng có đóng góp trong các chương trình biểu diễn tuyên truyền các cuộc cách mạng cũng như tự hào về truyền thống đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Kết thúc hội diễn, ban tổ chức đã trao huy chương vàng, huy chương bạc cho các tiết mục xuất sắc và tập thể các đoàn nghệ thuật quần chúng xuất sắc. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao các giải phụ, giải đạo diễn xuất sắc, ban nhạc xuất sắc, giải diễn viên tài năng và giải diễn viên triển vọng cho các đoàn nghệ thuật quần chúng. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về chuẩn hóa mô hình cải cách hành chính trong lực lượng công an trên địa bàn tỉnh năm 2023, Công an thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo Công an phường Khai Quang triển khai xây dựng chuẩn hóa mô hình cải cách hành chính. Đây là đơn vị làm điểm trước khi rút kinh nghiệm để nhân rộng ra công an các xã phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Hiện tại, Công an phường Khai Quang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với 6 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, gồm quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đăng ký cư trú, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khiếu nại tố cáo, quản lý xuất nhập cảnh, định danh điện tử và xác thực điện tử. Triển khai mô hình chuẩn hóa cải cách hành chính, Công an phường Khai Quang chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong phục vụ nhân dân với quan điểm làm hết việc, không hết giờ, công khai minh bạch, tận tình, chu đáo, đúng pháp luật, đúng hẹn. Đồng thời phấn đấu đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu về tiếp nhận hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích thuộc thẩm quyền được giao. Thái độ của cán bộ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính luôn phải đúng mực, niềm nở, ứng xử có văn hóa. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, đúng hẹn, đúng pháp luật. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo giải quyết thủ tục hành chính tại Công an phường Khai Quang. Bà Phạm Thị Duyên, người dân tổ dân phố Vĩnh Thịnh Đông, phường Khai Quang đến Công an phường làm thủ tục định danh điện tử. Bà cảm nhận rõ ràng các thủ tục hành chính đã thuận tiện, đơn giản hơn rất nhiều so với trước kia. Cùng với đó là tinh thần làm việc nghiêm túc, chu đáo, nhiệt tình của các cán bộ tiếp dân. Tôi đến đây làm thủ tục hành chính thì được anh chị em trong cơ quan là hướng dẫn rất là nhiệt tình, mà thái độ phục vụ rất là hòa nhã và cởi mở. Tôi rất là cảm động khi chúng tôi mà có thiếu sót cái gì thì hướng dẫn chúng tôi rất là chi tiết, từng nghi từng tí một thế này là chúng tôi
rất là phấn khởi, yên tâm. Và cái tiện ích của cái dịch vụ công này là giúp đỡ cho bà con nhân dân chúng tôi là đỡ mất thời gian hơn, phải mang những giấy tờ lên trên công an phường để làm thủ tục hành chính. Bây giờ làm trên cổng công thi điện tử thì rút ngắn thời gian cho chúng tôi rất là nhiều. Trên cơ sở kết quả chỉ đạo mô hình điểm tại phường Khai Quang, Công an thành phố Vĩnh Yên rút kinh nghiệm, triển khai rộng chuẩn hóa mô hình cải cách hành chính ở tất cả công an các phường, xã trên địa bàn thành phố, xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, đích đến của đề án thí điểm xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đưa các giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch, dịch vụ làng nghề. Và để hỗ trợ các cá nhân, hộ gia đình tại các địa phương đang xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làng nghề, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất để xem xét ban hành cơ chế chính sách đặc thù và bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với các đối tượng này. Là một trong 28 thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được lựa chọn triển khai đề án thí điểm xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu, làng nghề rèn truyền thống thôn Bản Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, hiện có hơn 800 hộ đang trực tiếp sản xuất các sản phẩm rèn truyền thống. Sản xuất từ thời ông cha nhà mình, bây giờ sản xuất cơ sở nhà mình đây đang là thuê tầm độ 10 người. Tổng mình đang làm là cào cuốc, phục vụ cho bà con vùng cao, lại xuất khẩu sang nước ngoài nữa. Với mục tiêu đưa Bản Mạch không chỉ là nơi cung cấp mặt hàng rèn, mà sẽ là một địa chỉ du lịch văn hóa, trải nghiệm cho du khách khi tới làng nghề rèn lâu đời. Hiện rất nhiều hộ sản xuất ở đây mong muốn được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm rèn lên tầm cao mới. Nếu mà được tạo điều kiện cho vay vốn mà để làm ăn, để phát triển với cái lãi suất cũng tương đối là ưu đãi một tí và lại lâu dài thì là đấy là cái tốt nhất rồi để phát triển cái kinh tế, thì mới có mua sắm máy móc rồi là mua nguyên liệu để mà tức là phát triển thay đổi được cái công nghệ làm thì nó có năng suất với chất lượng được. Thôn Lâm Mạch là thôn được công nhận là làng nghề rèn truyền thống nên là nhu cầu vay vốn và sản xuất kinh doanh đối với các hộ này là cực kỳ lớn, người dân cũng rất là mong mỏi và muốn cái chính sách này sớm được người dân tiếp cận để được vay và tiếp cận vay vốn và đầu tư vào sản xuất. Không chỉ tại làng nghề rèn thôn Bản Mạch, qua rà soát của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh tại 28 địa phương đang xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu là rất lớn. Vì vậy, việc ban hành cơ chế để cho vay đặc thù hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh vào thời điểm này là rất cần thiết. Nhu cầu vay vốn của bà con rất là lớn và chúng tôi đang đề xuất với tỉnh ủy tỉnh ấy là cho vay với cái chương trình cho vay là lãi suất ưu đãi bằng lãi suất hộ nghèo 6,6% một năm. Đối với các đối tượng là hộ dân tộc thiểu số mà là hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật thì bằng 50% lãi suất hộ nghèo. Thực ra tôi cho rằng cái việc là có một cơ chế chính sách đặc thù chính sách cho cái hộ, những hộ sở kinh doanh, những cơ sở kinh doanh làng văn hóa là rất cần thiết và sẽ góp phần là chúng ta thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội tại làng văn hóa, đồng thời là đẩy nhanh cái tiến độ về sự làng văn hóa kiểu mẫu theo yêu cầu của tỉnh ủy và nhân tỉnh. Với những ý nghĩa nhân văn thiết thực từ đề án thí điểm xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu cùng những cơ chế hỗ trợ, đặc biệt là khi nguồn vốn ưu đãi được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được triển khai, sẽ giúp người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ chính làng văn hóa kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, việc đăng cai thành công giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023 sẽ là một dấu mốc quan trọng để Vĩnh Phúc quảng bá hình ảnh về một vùng đất năng động, phát triển, mến khách, giàu truyền thống văn hóa đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, việc phục vụ chu đáo các đoàn, vận động viên, quan khách quốc tế từ chỗ ăn, chỗ ở, các điều kiện thi đấu đang được tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện với mục tiêu đem đến sự hài lòng tốt nhất cho các vận động viên, huấn luyện viên, quan khách khi thi đấu tại Vĩnh Phúc. Sau 2 giờ bay, 14 vận động viên và 7 thành viên trong ban huấn luyện của câu lạc bộ nữ bóng chuyền Thái Lan đã có mặt tại khách sạn Dista Vĩnh Phúc nghỉ ngơi, sẵn sàng tham dự giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023. Tổ chức tại Vĩnh Phúc, toàn đội tuyển cảm thấy hài lòng với điều kiện sinh hoạt lưu trú tại đây. Tôi đã từng đến Việt Nam trong nhiều giải đấu trước đây. Chúng tôi chỉ mất 2 giờ để di chuyển.
Đây là một khách sạn tốt với đồ ăn ngon, hợp khẩu vị với tôi. Nhân viên ở đây thì rất thân thiện. Trước khi sang đây thì chúng tôi đặt mục tiêu sẽ vào đến vòng chung kết. Và đoàn Thái Lan của chúng tôi thì có tất cả 14 vận động viên và 7 thành viên hỗ trợ trong giải đấu lần này. Sau khi ổn định nơi lưu trú, các vận động viên câu lạc bộ nữ bóng chuyền Việt Nam đã bước vào tập luyện, làm quen với điều kiện tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh với quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Bản thân em đến với giải đấu lần này, đây là lần thứ hai em đến với giải đấu lần này ạ. Và thực sự em thấy rất là vinh dự và tự hào khi được góp mặt trong cái giải đấu lần này. Và em cũng như cả đội thì đã cùng nhau cố gắng tập luyện để có thể thi đấu thật tốt và cống hiến cho khán giả thật nhiều pha bóng cũng như là trận bóng hay ạ. Chúng ta có 17 vận động viên và đây là trong đây là 17 vận động viên này cũng đã tập luyện với nhau trong vòng một tháng và đây là những gương mặt tốt nhất của bóng chuyền Việt Nam thời điểm hiện tại. Và mục tiêu của đội năm nay là cố gắng làm sao lọt vào top 4. Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2023 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh với sự tham gia của 9 nước khu vực châu Á gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Iran, Nhật Bản, Kazakhstan, Mongolia, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan. Các đội chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Căn cứ kết quả thi đấu vòng bảng, các đội sẽ tranh hạng từ hạng nhất đến hạng tư và từ hạng năm đến hạng chín. Đội vô địch sẽ đại diện cho châu Á tham dự giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ thế giới năm 2023. Với kinh nghiệm tổ chức thành công các giải thể thao lớn trong khu vực, cùng với sự thân thiện mến khách của mảnh đất, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, hứa hẹn sẽ mang đến những ngày thi đấu sôi động, hấp dẫn, chất lượng tại giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 100 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở 8 huyện, thành phố. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến nay, tổng số ca mắc toàn tỉnh là 884 ca. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng dần. Nhận định trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 có thể tăng cao trở lại. Tuy chủng Omicron có tính chất lây lan nhanh, nhưng triệu chứng đa phần nhẹ, gần giống cảm cúm thông thường, bệnh có thể tiến triển nặng ở người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ có thai hoặc trẻ nhỏ. Trên thế giới tiếp tục ghi nhận nhiều biến chủng, biến thể mới của COVID-19, số ca mắc trong nước đang có xu hướng tăng, nguy cơ cao dịch bệnh bùng phát trở lại nếu không thực hiện các quy định về phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, trường học tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Tuyên truyền lợi ích, tác dụng của vaccine, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, yêu cầu người dân không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Công an tỉnh đã tăng cường triển khai có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Với những biện pháp quyết liệt, trong quý 1 năm 2023, Vĩnh Phúc là một trong 6 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông ít nhất cả nước. Là một trong những địa phương có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Phúc Yên đã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm lỗi vi phạm giao thông thường gặp. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Phúc Yên đã lập biên bản xử phạt hành chính trên 1.000 trường hợp, trong đó có gần 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đối với các điểm mà có tiềm ẩn nguy cơ mà ùn tắc và gây tai nạn giao thông thì đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Phúc Yên đã lập hồ sơ từng điểm, đã lập hồ sơ và thành lập các tổ đã đến tận hiện trường để kiểm tra và xác định nguyên nhân và có những kiến nghị đối với các cơ quan chức năng để sửa chữa, kịp thời sửa chữa khắc phục. Trong quý 1 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức trên 3.000 ca tuần tra kiểm soát đường bộ, xử lý gần 10.700 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 18,2 tỷ đồng.
trong đó xử phạt trên 5.200 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, phát hiện xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Việc tăng cường xử phạt vi phạm giao thông đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người tham gia giao thông. Chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và đặc biệt là chúng tôi đã tham mưu ban giám đốc và xây dựng chương trình xử lý tập trung và xử lý xe khách theo chỉ đạo của Bộ Công an. Thì trong thời gian vừa qua chúng tôi tăng cường xử lý đối với xe khách liên tuyến, đường dài, xe chở công nhân và xe chở học sinh, sinh viên trên địa bàn. Với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, trong quý 1, toàn tỉnh chỉ xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người chết, 2 người bị thương. Để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí, Công an tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ động phòng chống đua xe trái phép, đồng thời tiếp tục kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe vận tải cơi nới thành thùng, chở quá tải khi tham gia giao thông trên đường. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy đối với lái xe. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.